Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Chương trình tối hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Công tác tư vấn tâm lý học đường trong các trường phổ thông vẫn chưa đạt hiệu quả. Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết. Doanh nghiệp gặp khó khi nhập khẩu phế liệu, phải ký quỹ. Những thông tin thế giới nổi bật. Trung Quốc cảnh báo hậu quả với Canada nếu không thả xếp Huawei. Tổng thống Mỹ sa thải chánh văn phòng Nhà Trắng. Biểu tình áo vàng lan sang Bỉ, 450 người bị bắt giữ. Ba Lan tuần hành kêu gọi giảm phát thải khí CO2 để cứu lấy trái đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thực hiện chương trình hành động số 19/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sở ban ngành thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảm chi thường xuyên. Tính đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sáp nhập hợp nhất các phòng chuyên môn, giảm được 21 phòng thuộc 13 cơ quan hành chính thuộc tỉnh, đồng thời tổ chức lại hai chi cục thành phòng trực thuộc sở. Riêng thị xã Phú Mỹ đã thành lập phòng kinh tế và phòng quản lý đô thị theo mô hình chính quyền đô thị. Đối với đơn vị sự nghiệp đã giải thể 5 phòng khám đa khoa khu vực thuộc các trung tâm y tế hoạt động không hiệu quả, kiện toàn trung tâm y tế huyện, thành phố, sáp nhập 7 trung tâm dân số cấp huyện vào trung tâm y tế cấp huyện, hợp nhất 4 trung tâm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp thành một đơn vị. Các địa phương trong tỉnh đã giảm 11 trường học, thành lập mới 6 trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chuyển đổi 3 đơn vị từ loại hình tự đảm bảo một phần chi lên đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên. Sáng nay 9 tháng 12, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi đua thuyền bằng năng lượng mặt trời năm 2018. Tham gia cuộc thi có 65 đội với gần 200 học sinh sinh viên đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng đại học trong tỉnh. Các đội tham gia cuộc thi đua thuyền bằng năng lượng mặt trời chia thành hai bảng thi đấu. Bảng A có 30 đội trung học cơ sở tham gia. Bảng B có 35 đội đến từ khối trung học phổ thông, cao đẳng và đại học tham gia. Mỗi đội gồm 3 thành viên, sử dụng sản phẩm thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời do mình tự thiết kế và chế tạo. Ở mỗi lượt thi đấu, 5 thuyền sẽ di chuyển trong khoảng 12 mét nước. Trong vòng 5 phút, nếu thuyền nào chạy đích trước sẽ giành chiến thắng. Hội thi góp phần phát huy khả năng sáng tạo, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Thưa quý vị, nhằm giúp học sinh có điều kiện chia sẻ giải tỏa những vướng mắc khó khăn về tâm sinh lý, qua đó góp phần ngăn chặn các em có những suy nghĩ hành động tiêu cực có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Từ hàng chục năm trước, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác tư vấn học đường. Song vì nhiều lý do, công tác này không được duy trì xuyên suốt. Đến năm học 2018-2019, tư vấn tâm lý học đường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt nhiệm vụ trọng tâm và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đẩy mạnh thực hiện. Tuy vậy, việc tư vấn tâm lý học đường tại nhiều trường đến nay vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả, ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Công tác tư vấn học đường không phải là vấn đề mới đối với ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà đã có từ hàng chục năm trước. Song tại nhiều trường phổ thông, hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh vẫn chỉ mới dừng lại ở những buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề dưới cờ về sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cùng một số chuyên đề khác như an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Từ năm học 2018-2019, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, các trường đều thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường, bố trí phòng tư vấn theo quy định. Tuy nhiên, rất ít trường có điều kiện bố trí một phòng tư vấn đúng chuẩn, sạch đẹp, kín đáo, ấm cúng, không có kinh phí tổ chức hoạt động và đặc biệt là không có cán bộ chuyên trách được đào tạo bài bản. Phòng tư vấn học đường thì đã được thành lập 2 năm và riêng nhà trường cũng đã bố trí và phân công những giáo viên dạy những môn như là giáo dục công dân, môn lịch sử để mà trực cái phòng tư vấn đó. Tuy nhiên thì cái hiệu quả mang lại thì cũng chưa gọi là cao. Thì trong một năm chúng chỉ một vài trường hợp xuống để xin gặp phòng giáo viên tư vấn thôi. Cái khó khăn
thì cũng có nhiều khó khăn, trong đó là cái khó khăn về cái đội ngũ để mà làm công tác tư vấn, có là cũng chưa có trình độ chuyên môn sâu để mà trực tiếp tư vấn cho các em. Không được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ nên các giáo viên làm kiêm nhiệm công tác tư vấn học đường gặp nhiều khó khăn khi tư vấn chuyên sâu. Đội ngũ tư vấn một số trường chưa thực sự chủ động nắm bắt, tiếp cận học sinh nên không tạo được niềm tin cho các em. Khi gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản hoặc sinh lý của bản thân thì em tìm đến bạn bè. Bởi vì ở tuổi trẻ vị thành niên mà, nên là các bạn rất là ngại tới đó và nghe tư vấn. Em chưa thoải mái chia sẻ với thầy cô bởi vì là tụi em đang ở trong tuổi dậy thì và các cô thì đã lớn tuổi. Bọn em là thấy là các cô lớn tuổi hơn mình cho nên mình cảm thấy không có tự tin. Và bọn em thích tâm sự với nhau ở những bạn bè đồng trang lứa hơn. Các thầy cô làm công tác tư vấn tâm lý học đường đó thì nên là người chuyên trách và có một cái phạm vi độc lập trong công việc của mình. Và dĩ nhiên người tư vấn tâm lý học đường, thầy cô làm công việc tư vấn tâm lý học đường thì có một cái gọi là cái sự kết nối giữa các phòng ban, các thầy cô và thậm chí kết nối với phụ huynh khi cần. Chứ không phải là một cái tổ hợp gồm các thầy cô nhiều bộ môn khác nhau. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang ở giai đoạn mới lớn nên tâm sinh lý có nhiều thay đổi, xáo trộn. Nếu không được lắng nghe, chia sẻ, định hướng kịp thời, các em rất dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, thậm chí là bị kích động, tổn thương, có thể dẫn đến những hành xử tiêu cực. Điều này cho thấy sự cần thiết của công tác tư vấn học đường. Tuy nhiên, để làm tốt nhiệm vụ này, không chỉ các trường phải cố gắng, mà bản thân các thầy cô giáo, những giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô trong tổ tư vấn phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tâm huyết trong việc tạo dựng mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh. Đa dạng hóa nội dung, hình thức tư vấn phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi. Tư vấn tâm lý học đường không chỉ giáo dục kiến thức mà còn giáo dục kỹ năng sống cho các em, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin kinh tế. Các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập sẽ được hỗ trợ về tài chính, tín dụng, hỗ trợ tiếp cận và phát triển thị trường, khoa học công nghệ, môi trường và tiêu chuẩn chất lượng, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ thông tin, tư vấn về pháp lý và hội nhập. Đây là nội dung chính của dự thảo đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức Hiệp định CPTPP và các Hiệp định Thương mại Tự do APTA đang được Ủy ban dân tỉnh trình tỉnh ủy xem xét thông qua. Mục tiêu của đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hiệu quả các FTA, nhất là FTA thế hệ mới. Theo dự thảo đề án, các ngành nghề và lĩnh vực sẽ được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ưu tiên hỗ trợ gồm ngành công nghệ chế biến, công nghiệp hỗ trợ, ngành công nghiệp công nghệ cao, ngành nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sạch, hỗ trợ đánh bắt hải sản xa bờ, ngành dịch vụ logistics và du lịch. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương sẽ tham khảo ý kiến của các sở ngành để hoàn chỉnh đề án trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh trình thường trực tỉnh xem xét thông qua. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước thực hiện hơn 76.710 tỷ đồng, đạt 119% dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là hơn 70.729 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán năm 2018. Trong đó, dự toán thu ngân sách nội địa là 31.397 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2018. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ giữa tháng 12 năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Nhằm đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2019, ngành thuế Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác quản lý thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách pháp luật thuế. Nắm bắt thông tin, thống kê về các dự án, công trình và địa điểm xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách thuế mới đến người dân nộp thuế, nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ cho người nộp thuế. Ngành thuế cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đẩy mạnh công tác rà soát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nhằm phát hiện kịp thời và làm rõ các trường hợp kê khai khống và không phát sinh doanh thu. Đồng thời tiến hành đối chiếu rà soát chính xác các khoản nợ thuế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định pháp luật.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, giá trị giải ngân vốn do tỉnh quản lý là hơn 3.676,4 tỷ đồng, đạt 58,7% kế hoạch vốn năm 2018. Trong tổng số 45 dự án bố trí vốn khởi công xây dựng mới năm 2018, đến nay đã có 36 dự án được khởi công xây dựng, 7 dự án đang tổ chức đấu thầu, 2 dự án đang thực hiện thủ tục lập và trình duyệt thiết kế kỹ thuật thi công. Theo chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản, hiện giải ngân vốn đầu tư chậm là do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Một số dự án khởi công chậm vì phải lập lại dự toán theo bộ đơn giá mới do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ban quản lý dự án chuyên ngành phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu gặp khó khăn vướng mắc ngoài phạm vi thẩm quyền thì phải báo cáo ngành chức năng để có hướng giải quyết kịp thời. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 21 sản phẩm được xác nhận sản xuất theo chuỗi thực phẩm an toàn với 46 cửa hàng. Việc hình thành các chuỗi thực phẩm an toàn giúp người tiêu dùng vững tin hơn và dễ dàng lựa chọn thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày, đồng thời giúp các doanh nghiệp, nhà sản xuất tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, an tâm sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Bình quân mỗi năm, sản lượng của 21 sản phẩm được tỉnh xác nhận sản xuất theo chuỗi thực phẩm an toàn cung cấp ra thị trường khoảng 3.312 tấn. Tất cả chuỗi thực phẩm an toàn đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí gồm điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng theo các chứng nhận Việt Gap, HACCP, Global Gap, ghi nhãn sản phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm trong chuỗi được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh, các hợp tác xã có sản phẩm tham gia chuỗi, khảo sát chọn địa điểm để xây dựng một khu du lịch nông nghiệp. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 60 điểm bán sản phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.735 tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn. Qua đó phát hiện 136 trường hợp vi phạm và xử phạt hành chính hơn 2,26 tỷ đồng. Trong tháng cuối của năm 2018 và đầu năm 2019, trùng với cao điểm mua sắm dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, nên nguồn hàng và sức mua dự kiến sẽ tăng khoảng 15%. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường của tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn. Trong 2 tháng tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về giá đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán như lương thực, thực phẩm, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, xăng dầu. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và các lực lượng chuyên ngành cùng trưởng ban quản lý các chợ truyền thống, quán triệt, tiểu thương, người kinh doanh, cam kết 100% không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các doanh nghiệp đang gặp khó với tiền ký quỹ khi nhập khẩu phế liệu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc ký quỹ ở đây được hiểu là trước khi hàng xuống đến cảng thì doanh nghiệp phải đóng một khoản bảo lãnh. Nếu lô hàng đáp ứng được kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu thì được thông quan. Nếu không đáp ứng được quy chuẩn thì sẽ dùng tiền ký quỹ để xử lý lô hàng. Thế nhưng hiện nay cả ngành hải quan và doanh nghiệp đều đang gặp khó khi thực hiện thủ tục này. Tại cảng Hải Phòng hiện có 2.639 container phế liệu tồn động, hơn 2.500 container phế liệu tồn động tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực Cái Mép, Thị Giải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện cũng đang tồn động khoảng 3.000 container hàng phế liệu. Và đây là những container đều vô chủ và khi cập cảng không đóng tiền ký quỹ. Nguyên nhân gây ùn ứ lượng lớn container phế liệu tại các cảng và lúng túng trong xử lý, một phần vì không có tiền để tiêu hủy. Do vậy, thông tư 38 năm 2015 của Bộ Tài chính buộc quy định tiền ký quỹ nhập khẩu phế liệu dao động từ 10 đến 20% trên tổng giá trị lô hàng. Với hàng chục ngàn container phế liệu tồn ngoài cảng hiện nay, nếu thu số tiền ký quỹ xử lý tồn động thì không hề nhỏ. Theo phế liệu thì lượng hàng hóa rất lớn, nhưng mà cái năng lực xếp dỡ của cảng cũng như kho bãi chứa thì hiện nay là chưa đáp ứng được. Thế nên là rất khó khăn trong cái việc làm thủ tục hải quan. Nhiều doanh nghiệp cho rằng để bỏ ra một khoản tiền như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh. Như doanh nghiệp này, mỗi chuyến hàng về, doanh nghiệp phải đóng trung bình 500 triệu một lần ký quỹ. Và chúng tôi đề nghị với lại các cơ quan quản lý nhà nước là cho phép chúng tôi là thay vì thực hiện hình thức ký quỹ bằng tiền mặt thì ký quỹ bằng hình thức là bảo lãnh ngân hàng. Đấy, mặc dù các doanh nghiệp kêu là tiền ký quỹ rất là cao, đấy, thì chúng tôi cũng đã tiếp thu những ý kiến của các doanh nghiệp. Tuy nhiên để sửa cái việc này thì phải chờ ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường
chứ cơ quan hải quan cũng không thể thực hiện được. Theo lãnh đạo ngành hải quan, sau 15 ngày doanh nghiệp sẽ nhận lại được tiền ký quỹ. Nếu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc thì số tiền đó sẽ sớm trả về cho doanh nghiệp. Anh thực hiện cái việc làm thủ tục đúng, đầy đủ và nhanh để đảm bảo cái việc anh nhận cái hàng tiền ký quỹ này về sớm nhất. Giải pháp lâu dài theo ngành hải quan vẫn nên thu tiền ký quỹ để doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành việc nhập khẩu phế liệu. Để tránh việc phải ký quỹ quá nhiều, doanh nghiệp nên mời đại diện đơn vị kiểm định thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sang tận nguồn kiểm định đo đạc thẩm định tại chỗ, đánh giá xem loại phế liệu đó có được cấp phép nhập vào Việt Nam hay không trước khi thông quan. Còn phía ngành hải quan vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường có nên giảm thiểu tiền ký quỹ bằng hình thức bảo lãnh. Quý vị vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh, còn bây giờ chương trình thời sự tối xin tiếp tục với phần điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Năm 2018, các ngành và lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đều tăng trưởng khá và tăng vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 119% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương bằng 104% dự toán. Năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu tăng trưởng kinh tế GRDP khoảng 7,5%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn khoảng 51.290 tỷ đồng, tăng 7%. Đây là kết quả và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được thống nhất tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 27 diễn ra trong tuần. Nhằm thực hiện các mục tiêu này, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề về phát triển hệ thống giao thông kết nối và dịch vụ logistics, thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục nâng cao các chỉ số BCI, BABI, PA Index, triển khai thực hiện 12 vấn đề về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 tới. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia làm 5 tổ tiến hành thảo luận và góp ý cho các báo cáo sẽ trình bày tại kỳ họp. Trong quá trình thảo luận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung cho ý kiến về vấn đề phát triển du lịch thành phố Vũng Tàu, tình hình xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, các vấn đề về môi trường và việc thu hồi các dự án chậm triển khai, xây dựng nông thôn mới, tình hình nhân sự tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nằm trong chuỗi hoạt động của Liên minh Hợp tác xã, cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ, năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với vai trò là cụm trưởng đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Theo đánh giá của cụm, việc đổi mới hoạt động hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012 cùng những chủ trương, chính sách về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thời gian qua đã thúc đẩy hầu hết các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong cụm miền Đông Nam Bộ phát triển mạnh. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã diễn ra từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 2018 với nhiều nội dung như thi văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, hội chợ xúc tiến thương mại, thu hút 60 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với huyện Xuyên Mộc, các sở ngành hoàn chỉnh bản dự thảo kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 3 xã, Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng người nghèo và các đối tượng cần thiết khác. Đây là yêu cầu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 3 xã trên. Theo lãnh đạo huyện Xuyên Mộc, 3 xã Hòa Hội và Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc có 953 hộ nghèo, trong đó có 382 hộ nghèo không có đất sản xuất, 596 hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa có nhà ở hoặc ở nhà tạm, gần 4.500 hộ thiếu nước sinh hoạt, hơn 180 hộ thiếu điện sinh hoạt và gần 1.400 người chưa có việc làm. Các vấn đề an sinh xã hội khác như y tế, giáo dục đều đạt tỷ lệ chưa cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ người dân các xã trên nâng cao cuộc sống.
Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kỳ thi diễn ra từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 2018. 57 thí sinh là cán bộ công chức đang công tác tại các cơ quan cấp huyện và tỉnh sẽ trải qua 4 môn thi gồm kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, Anh văn và Tin học theo hình thức tự luận và trắc nghiệm. Kỳ thi nâng ngạch công chức bắt đầu thực hiện từ năm 1997. Từ năm 2010 đến nay, sau khi luật cán bộ công chức có hiệu lực thi hành, việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được giao cho Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham dự kỳ thi, nên vài năm trở lại đây, Bộ Nội vụ đã ủy quyền tổ chức kỳ thi này cho các địa phương. Thực hiện đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn giai đoạn 2013-2017, đến nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 21 sản phẩm được xác nhận sản xuất theo chuỗi với 46 cửa hàng, địa điểm bán sản phẩm. Hội nghị giới thiệu sản phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn năm 2018 đã được Sở Công Thương tổ chức nhằm cung cấp một số địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn cũng như đưa ra các giải pháp thúc đẩy hiệu quả của mô hình trong thời gian tới. Nghề muối của huyện Long Điền hình thành phát triển hơn 160 năm. Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công nhận nghề truyền thống sản xuất muối huyện Long Điền. Tuần qua, chính quyền và nhân dân huyện Long Điền đã phấn khởi tổ chức lễ công bố công nhận nghề truyền thống này. Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 500 hectare đất làm muối, với sản lượng thu hoạch khoảng 30.000 tấn một năm, tập trung chủ yếu tại xã An Ngãi và thị trấn Long Điền. Toàn huyện có trên 280 hộ sản xuất muối. Việc được công nhận nghề truyền thống đã khẳng định thương hiệu muối Long Điền, đồng thời tạo điều kiện cho diêm dân được hưởng các chính sách ưu đãi về ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại để phát triển nghề truyền thống. Cuộc thi sáng tạo robot trẻ quốc tế năm 2018 tổ chức tại Thái Lan thu hút hơn 700 thí sinh đến từ 34 nước trên thế giới tham gia. Đoàn Việt Nam có 27 thí sinh, trong đó Bà Rịa Vũng Tàu có 4 thí sinh. Kết quả, đoàn Việt Nam đạt 2 huy chương đồng. Đóng góp vào thành tích chung của đoàn Việt Nam, nhóm 3 thí sinh gồm Tăng Mỹ Nhiên, Lê Nguyễn Trọng Đức, học sinh lớp 91, trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, và Nguyễn Hoàng Thảo Vi, học sinh lớp 10, chuyên sinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cựu học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, đã đạt huy chương đồng ở bảng sáng tạo dành cho học sinh khối trung học cơ sở với dự án sáng tạo và lập trình dây chuyền tiếp nhận thức ăn và những nhu yếu phẩm khác từ những nhà hảo tâm đến việc phân phát thức ăn cho người nghèo. Lễ vinh danh nhóm 3 học sinh này đã được trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh phối hợp với tỉnh đoàn, nhà văn hóa thanh niên và trung tâm STEM Vũng Tàu tổ chức. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 đang diễn ra tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã giành được 10 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Một trong 2 tấm huy chương vàng quý giá của Đoàn Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu do vận động viên Huỳnh Phi Long, môn vô vi nam giành được. Đây cũng là vận động viên duy nhất của tỉnh giành được 2 huy chương vàng tại 2 kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Để có vinh quang này, Phi Long không chỉ đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, công sức, thời gian mà còn có cả nước mắt và sự buồn tủi. Bởi trước đó, trong quá trình tham gia giải vô vi nam vô địch toàn quốc tại Nghệ An, Long bị chấn thương đứt dây chằng gối, một chấn thương mà chi phí điều trị lên đến 100 triệu đồng, nhưng hoàn toàn do gia đình nghèo khó của Long tích góp vay mượn để trang trải. Còn ngành thể thao tỉnh chỉ hứa hẹn sẽ hỗ trợ, chi trả, nhưng 2 năm rồi chưa thực hiện lời hứa. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa triệu đại sứ Canada tại nước này nhằm phản đối việc bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bị bắt giữ tại Vancouver cách đây một tuần theo yêu cầu của giới chức Mỹ. Trong buổi gặp đại sứ Canada tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Lạc Ngọc Thành nhấn mạnh yêu cầu thả bà Mạnh Vãn Chu ngay lập tức, nếu không Ottawa sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hành động Canada đã phớt lờ luật pháp là vô lý.
Trước đó, Canada đã lên tiếng bảo vệ quyết định bắt bà Mạnh Giảng Chu, khẳng định sự việc này không có bất kỳ sự can thiệp hay động cơ chính trị nào, và đây là hoạt động độc lập của hệ thống tư pháp. Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ vừa công bố bản ghi chép lời khai của cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI, ông Jim Comey, liên quan đến cuộc điều tra vụ bê bối sử dụng hòm thư điện tử cá nhân xử lý thông tin mật của cựu Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton. Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho biết, đây là bản ghi chép lời khai của ông Jim Comey trong một buổi điều trần kín tại Hạ viện Mỹ hôm 2 tháng 12. Theo kế hoạch, ông Comey sẽ tiếp tục tham gia một buổi điều trần khác vào ngày 17 tháng 12 tới. Hai ủy ban trên của Hạ viện Mỹ muốn thẩm vấn ông Comey liên quan đến cuộc điều tra của FBI hồi năm 2016 về cáo buộc bà Clinton trong thời gian giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ đã sử dụng hòm thư điện tử cá nhân xử lý hàng chục thư điện tử chứa thông tin mật. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump vừa thông báo, chánh văn phòng Nhà Trắng ông John Kelly sẽ rời vị trí kể từ cuối năm nay. Đây là nhân sự cao cấp thứ 28 rời chính quyền Trump. Tổng thống Donald Trump cho biết thêm, người thay thế vị trí ông John Kelly sẽ được thông báo trong một vài ngày tới. Ông John Kelly từng nhận nhiệm vụ với cam kết sẽ ổn định tình trạng đánh cắp và rò rỉ thông tin lộng hành trong Nhà Trắng. Ông đã thành công phần nào, nhưng vấn đề rò rỉ tin tức từ Nhà Trắng ra truyền thông chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Liên quan đến tình hình nội chiến tại Yemen, thưa quý vị, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã ký một thỏa thuận về trao đổi tù nhân trong cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian đang diễn ra tại Thụy Điển. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Yemen, ông Martin Griffiths, cho biết lực lượng Houthi sẵn sàng trả tự do cho tất cả những người hiện đang bị bắt giữ một cách vô điều kiện, nếu như chính phủ Yemen đáp ứng nguyên tắc có đi có lại. Phía Houthi khẳng định sẽ cung cấp danh sách tất cả những người đã chết hoặc vẫn đang bị giam giữ cho chính phủ và mong muốn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ tham gia làm trung gian hòa giải. Hiện những người bị Houthi giam giữ chủ yếu là người nước ngoài, trong đó phần lớn là người Ả Rập Xê Út. Chuyển sang những lĩnh vực khác, cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ hơn 450 người tham gia cuộc biểu tình của những người áo vàng, tương tự các cuộc biểu tình tại Pháp, sau khi một số người biểu tình ném đá, đốt pháo và phá hoại các cửa hiệu và ô tô trong quá trình tìm cách tiếp cận các tòa nhà chính quyền tại thủ đô Brussels. Lực lượng chống bạo động ở Brussels, Bỉ đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để ngăn chặn đám đông khoảng 1.000 người tiến tới trụ sở của Liên minh châu Âu EU cũng như khu vực chính phủ Bỉ gần đó. Tình hình đã trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng sau khoảng 5 giờ. Làn sóng biểu tình áo vàng xuất phát từ một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng giá nhiên liệu tại Pháp đã lan sang nhiều nước khác, trong đó có Mỹ, đặc biệt là ở vùng nói tiếng Pháp. Hàng ngàn người Ba Lan đã đổ xuống đường biểu tình tại thành phố Katowice của Ba Lan, nơi diễn ra hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, để yêu cầu lãnh đạo các nước nỗ lực nhiều hơn nữa để chống lại sự nóng lên toàn cầu. Người biểu tình tại Ba Lan kêu gọi chính phủ các nước phải cam kết cắt giảm phát thải khí CO2 để cứu lấy trái đất. Với Hiệp định Paris năm 2015, quốc tế cam kết giới hạn mức tăng nhiệt độ là 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030 phải giảm 50% việc phát thải khí CO2 so với năm 2010. Các nước phát triển cam kết tài trợ 100 tỷ đô la một năm từ nay đến năm 2020 cho chính sách khí hậu của các nước nghèo, nhưng nhiều nước đang phát triển đòi hỏi phải cụ thể hóa lời hứa. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 9 tháng 12. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường, kết hợp với đới gió đông bắc có cường độ mạnh dần. Tuy nhiên, chỉ có khu vực biển có mưa và biển động mạnh, còn các khu vực trong đất liền trên địa bàn tỉnh thì thời tiết vẫn khô ráo, đêm không mưa, ngày nắng. Thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy rừng tăng cao, nên các địa phương cần lưu ý. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng biển có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%.
Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nên bà con ngư dân cần lưu ý khi ra khơi. Tại Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2018, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 15 giờ 45 phút, thấp nhất 70 cm xuất hiện lúc 9 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự nổi bật trong bản tin 21 giờ 50 phút tối nay. Mời quý vị đón theo dõi. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.